Sáng ngày 3 tháng 5 tại Đà Lạt, Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và tình hình biển đảo Việt Nam. Tại buổi nói chuyện, Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Hòa, khoa Mác Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Lục quân đã chia sẻ những nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng của Khối thi đua các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024. Qua đây nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, hội viên các tổ chức thành viên của khối thi đua đối với các thành tựu quan trọng, vẻ vang của quân và dân cả nước trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng quê hương Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tỉnh Lâm Đồng để hòa chung trong không khí hân hoan cùng đất nước chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 138 năm ngày quốc tế lao động, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.